Rồi, xin chào, hôm nay mình sẽ giới thiệu cái bộ đếm chiều dài của hãng Togoshi ha, tức là Takano Keiki ha. Model là 3 2.10 gạch 5 H1 Y ha. Cái model này thì được sản xuất tại Nhật ha, Made in Japan. Bây giờ chúng ta mở hộp ra thì nó sẽ có như vậy, nó gồm có một cái bộ đếm và hai cái bánh xe. Cái Y đây là tức là cái chiều dài đo của nó là theo thời gian ha. Thời gian tức là cái bánh xe này nó là 97 mm ha, mình đo cái đường kính của nó là 97 mm. Đó thì chúng ta thấy đây ha. Mở hộp ra cái bộ đếm của nó thì gồm có trên đây. Nó có cái tên hãng của nó ha, cái model. Model đây ha. Và model này được sản xuất tại Nhật nha, Made in Japan ha, nhìn rất là đẹp ha. Chúng ta thấy hàng sản xuất tại Nhật cho nên là nó được làm rất là đẹp ha, chắc chắn ha, độ chính xác rất cao. Đây, ha, chỗ này cái nút này là cái nút này là cái nút reset về không ha, không không ha. Đây là có 1 2 3 4 5 6 số ha. Đây là hai số lẻ ha, này là đơn vị mét ha. Đây là chúng ta đo da ha. Một cái bánh xe da nhưng mà đo thì nó vẫn là đơn vị bằng mét ha. Rồi, ok ha. Đây chúng ta thấy chúng khi chúng ta gắn lên đây ha. Đây, có hai cái bánh xe đây, chúng ta gắn lên rất là đơn giản. À, đây, ở trong đây nó có một cái con vít để chúng ta bắt cho nó chặt vào bánh xe. Để khi chúng ta quay nó không có bị xoay cái bánh xe không ha. Rồi, bên đây cũng vậy luôn ha. Rồi. Cái này là mình chỉ gắn test cho các bạn xem thôi ha. Này mình làm dấu, ví dụ như là cái tại sao model nó 310 gạch 5 tháng 1, tức là khi mình quay ba vòng cái bánh xe này thì ở trên đây nó sẽ đi được là một da ha. Reset lại ha. Đó. Rồi. Rồi ha, này tay tay mình quay ha. Đây. Đó. Đây một vòng ha, vòng thứ hai, hai vòng, rồi vòng thứ ba, đó ha, đây ba vòng thì nó sẽ đi được một da đây ha, chúng ta thấy đây ha, đó. Nó tương tự cái này thì chúng ta gắn đây có hai ốc gắn đây, này này được dùng để đo chiều dài của vải sợi ha, trên chúng ta gắn trên cái băng chuyền cũng được ha. Rồi, đo xong thì chúng ta mỗi lần chúng ta đo lại thì chúng ta nhấn cái nút reset này ha. Đó, về không hết cũng rất là dễ sử dụng ha. Cái hệ mét á, thì hai cái bánh xe nó là 100, khoảng 106 ha. Cái hệ da là hai cái bánh xe này đường kính nó là 97 ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin chào và hẹn gặp lại.